Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Đơn hồ bất ngờ tiết lộ về quá khứ ít ai biết của ca sĩ Như Quỳnh. Mới đây, ca sĩ Đơn Hồ vừa đăng tải khoảnh khắc chụp cùng với Như Quỳnh và một người bạn trai ngoại quốc trong một buổi biểu diễn cách đây nhiều năm. Được biết, tấm hình này do chính người bạn trong ảnh gửi tặng cho nam ca sĩ. Điều này khiến Đơn Hồ vô cùng hạnh phúc. Đơn Hồ viết trên trang cá nhân, tấm hình chụp từ giữa thập niên 90. Khi ấy Đơn Hồ cùng nữ ca sĩ Như Quỳnh, hai đứa còn trẻ măng. Mặt chỉ cần búng một cái nhẹ thôi là sữa có thể văng ra cả lít. Thời ấy Như Quỳnh mới ra nghề nhưng đã nổi hơn cồn. Bên cạnh đó, giọng ca Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ còn bật mí tính cách của Như Quỳnh vẫn không thay đổi dù cuộc đời của cô gặp không ít sóng gió. Nữ ca sĩ Như Quỳnh thời đó dễ thương lắm, không nói về chuyện hát hay vì ai cũng đã biết thế nào rồi. Như Quỳnh hiền lành, nhỏ nhẹ, ngọt ngào và lễ phép. Chả trách Như Quỳnh được bao thế hệ thần tượng suốt trong ngần ấy năm. Cho tới bây giờ, Như Quỳnh vẫn có cái tính y như cũ, bị đời chồng chất vùi dập và rồi nhiều khi vẫn còn tử tế, tốt bụng quá mức tưởng tượng. Là mình nhiều khi vô tình chứng kiến mà cũng đâm ra tức dùng, chịu không nổi luôn, nam ca sĩ chia sẻ. Cuối bài viết, anh hy vọng cả hai có thể quay ngược về quá khứ để cùng nhau thăng hoa trong âm nhạc và gặp lại người thân của mình. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thể hiện sự thích thú và gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ khi anh giúp họ gợi lại những ký ức tươi đẹp. Một số tài khoản bình luận, xem tấm hình anh Đơn Hồ chị Như Quỳnh chụp với nhau giúp ngược dòng thời gian quay trở lại. Nhớ tới những lần anh chị song ca với nhau trong chương trình Bajit Banai, mãi yêu hai danh ca với ca khúc Đi Cùng Năm Tháng. Chỉ cần nhắc đến tiêu đề là sẽ nhớ Trái Tim Mùa Đông và Trái Tim Ngục Tù. Cảm ơn anh Đơn Hồ đưa tấm ảnh này làm nhớ nhiều bài hát kỷ niệm. Đơn Hồ và Như Quỳnh từng là cặp song ca ăn ý, được khán giả yêu thích tại các sân khấu ở thị trường hải ngoại. Khi nhắc đến cặp đôi này, hầu hết khán giả đều nhớ đến các ca khúc nổi tiếng như Chuyện Lứa Đôi, Tìm Vỡ, bài ca kỷ niệm, Đến Bên Nhau. Trong những năm gần đây, ca sĩ Như Quỳnh thường xuyên về Việt Nam hoạt động và được đón nhận nhiệt tình của khán giả. Còn Đơn Hồ chia sẻ với Thanh Niên, do thời gian không cho phép, mẹ Đơn Hồ cũng lớn tuổi, Đơn không bỏ bà một mình được nên chưa tái ngộ khán giả Việt. I'm so in love with you.